Chuyên gia Bộ Tư lệnh công bố 4 quyền áp PC Covid cần được người dùng cho phép. Những ai ở thành phố Hồ Chí Minh được miễn phí vé máy bay về Đà Nẵng ngày 12 tháng 10. Người lao động ở Bình Dương đi lại ra sao? Quy định mới nhất của Cần Thơ về việc đón công dân về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Quảng Trị lên phương án đón người dân về quê đợt 3. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng mùng 8 tháng 10 của chúng tôi. Và bây giờ xin mời quý vị đến với thông tin cập nhật số ca mắc Covid-19 mới nhất sáng nay. Sở Y tế Hà Nội sáng ngày 8 tháng 10 chính thức công bố có 3 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng là người trong cùng một gia đình ở quận Hà Đông vừa phát hiện trong 12 giờ qua. Ca thứ 1 là chị MTO, 49 tuổi, ở ngõ 28, tổ 3 La Khê, Hà Đông. Chị O cùng con trai làm quản lý cửa hàng nhôm kính tại xưởng nhôm kính số 24 Ba La, Phú La, Hà Đông. Trong thời gian từ 22 tháng 9 đến nay, bệnh nhân thường xuyên làm việc tại cửa hàng. Ngày 1 tháng 10, có triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, ho tự mua thuốc điều trị tại nhà. Ngày mùng 7 tháng 10, chị được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Ca thứ 2 là anh BQT, 21 tuổi, là con trai của chị O trên đây. Ngày mùng 4 tháng 10, anh có triệu chứng ho, sốt tự điều trị tại nhà. Ngày mùng 7 tháng 10, anh được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Ca thứ 3 là ông BQV, 61 tuổi, là chồng của bệnh nhân MTO, bị tai biến nên thường xuyên chỉ ở nhà, không ra ngoài. Ngày mùng 7 tháng 10, ông được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Phường La Khê đã tạm thời phong tỏa khoanh vùng ngõ 28-30 Lê Trọng Tấn, vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, toàn bộ nhà ca nghi mắc và khu vực xung quanh, hướng dẫn thành viên trong gia đình và các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi mắc tự theo dõi cách ly tại nhà. Phường La Khê cũng thông báo cho Ủy ban Nhân dân các phường có các trường hợp tiếp xúc gần để tổ chức điều tra và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR các hộ gia đình xung quanh, khu nhà bệnh nhân gần ngõ 28, 30 Lê Trọng Tấn, khoảng 250 mẫu, tính tới tối qua. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 4.029 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.423 ca. Mới đây, Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, TTCD, đã tổ chức tọa đàm về các quyền PC-COVID yêu cầu người dùng cần cấp khi sử dụng. Theo đó, app PC COVID cần được cấp 4 quyền để phục vụ công tác phòng chống dịch, cụ thể như sau. Quyền sử dụng Bluetooth khi ứng dụng PC COVID ghi nhận tiếp xúc gần bằng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp, BLE, và cần được cấp quyền này để có thể thực hiện chức năng nói trên. Người dùng có thể lựa chọn có hoặc không sử dụng chức năng ghi nhận tiếp xúc gần trong trường hợp người dùng không sử dụng chức năng ghi nhận tiếp xúc gần pc covid sẽ không hỏi và không cần được cấp quyền này đối với quyền truy cập thông báo trên điện thoại cài hệ điều hành android trên các hệ điều hành có gốc là android có thể có ngoại lệ các ứng dụng app có thể bị dừng hoạt động vì nhiều lý do pc covid cũng không ngoại lệ để khắc phục vấn đề này trên phiên bản android pc covid cần được cấp quyền truy cập thông báo nếu như người dùng chấp thuận khi pc covid dừng hoạt động hệ điều hành android sẽ ngay lập tức lại gọi pc covid hoạt động trở lại và thông báo về việc tái khởi động này cho pc covid người dùng có thể lựa chọn có hoặc không cấp quyền này tuy nhiên nếu không được cấp quyền truy cập thông báo pc covid sẽ giảm tính ổn định đối với quyền sử dụng camera theo cục an toàn thông tin PC Covid cần được cấp quyền truy cập camera trên điện thoại để thực hiện chức năng quét mã QR và chức năng gửi phản ánh kèm theo video, hình ảnh. Quyền truy cập ảnh, video, âm thanh và tệp, ứng dụng PC Covid sử dụng quyền này để cho phép lưu mã QR cá nhân trên PC Covid về bộ nhớ điện thoại dưới dạng một tấm ảnh. Mục đích của việc cho phép lưu ảnh QR cá nhân là để người dùng có thể in ra giấy và mang theo cho bản thân hoặc cho người được khai hộ có thể xuất trên ảnh ngay khi cả không sử dụng PC COVID hoặc không có kết nối mạng Internet. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ, tại 22 chốt kiểm soát ra vào thành phố, các lực lượng đã kiểm soát 21.685 lượt phương tiện và 30.238 lượt gửi qua chốt. Đáng chú ý, Công an huyện Thạch Thất tiếp nhận và giúp đỡ nhóm công dân người Mông, gồm 6 người lớn và một trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi, về Sơn La an toàn. Theo thông tin từ Sở Chỉ huy Công tác Phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố Hà Nội, từ 11 giờ ngày 6 tháng 10 đến 11 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội duy trì 22 chốt kiểm soát ra vào thành phố. Kết quả đã kiểm soát 21.685 lượt phương tiện với 30.238 lượt người qua chốt, yêu cầu 2.400 lượt phương tiện quay đầu. Tính từ 12 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2021 đến 6 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2021, Công an thành phố triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức kiểm soát y tế, giám sát và dẫn 12 đoàn, 2.636 người đi xe mô tô từ các tỉnh thành miền Nam để về các tỉnh phía Bắc qua địa phận thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, trước đó, Công an huyện Thạch Thất còn tiếp nhận và giúp đỡ cả về kinh phí lẫn phương tiện, dẫn đường cho một nhóm công dân người Mông gồm 6 người lớn và một trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi do anh Phàng A Tùa, sinh năm 1990, trú tại Phú Yên, Sơn La dẫn đầu khi bị lạc đường trong dạng sáng ngày 6 tháng 10. Theo ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, đơn vị đang lên phương án đón công dân sau khi thành phố thống nhất hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam được về Đà Nẵng bốn nhóm đối tượng gồm phụ nữ mang thai và người thân đi cùng, người thân của những người đã mất vì COVID-19, người vào thành phố Hồ Chí Minh chưa bệnh, có giấy xuất viện trong khoảng thời gian 6 tháng trở lại đây, người từ 70 tuổi trở lên và người thân đi cùng. Về thủ tục đăng ký, ông Liễu cho biết người dân phải có bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu thường trú hoặc chứng nhận thường trú tại Đà Nẵng, đơn đăng ký và xác nhận của hội đồng hương cấp quận, huyện, Riêng phụ nữ có thai nộp kèm giấy khám thai. Phụ nữ mang thai từ tuần thứ ba hai trở lên phải có giấy đồng ý cho đi máy bay của bác sĩ. Ngoài ra, người dân cũng cần mang theo giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng covid-19 hoặc giấy xác nhận đã điều trị covid-19, giấy xuất viện. Hiện đã có hơn 200 người thuộc các nhóm trên đăng ký về quê. Dự kiến chuyến bay sẽ khởi hành vào 12 tháng 10 tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi về Đà Nẵng, những người đã tiêm đủ hai liều vaccine và F0 đã điều trị có kết quả âm tính được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Những người đã tiêm một mũi vaccine và trẻ em cách ly đủ 14 ngày tại nhà. Trường hợp chưa tiêm vaccine phải cách ly tập trung. Tin 5. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả vừa phát đi thông tin cho biết, được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị mở cửa 4 hầm trên quốc lộ 1 cùng, Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở các khu vực vùng dịch COVID-19 các tỉnh phía Nam đi xe máy, xe mô tô, xe gắn máy về quê. Theo đại diện công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, ngay trong đêm mùng 6 tháng 10 và dạng sáng mùng 7 tháng 10 đã có khoảng 1.000 người và phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân theo hướng từ Nam ra Bắc. Đây là lần đầu tiên có việc xe máy chạy qua hầm bởi theo thiết kế hầm không cho xe máy lưu thông cùng lúc với xe ô tô và phương tiện khác. Để các đoàn xe máy được di chuyển trong hầm, đơn vị quản lý vận hành hầm phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng cho xe ô tô lưu thông hết ra khỏi hầm và chặn các xe ô tô khác ngay từ đầu tuyến đường dẫn. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho người dân, xe của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đầu đoàn đi vào hầm. Đoàn xe máy của người dân sẽ đi sau xe dẫn đoàn. Đồng thời, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của đơn vị vận hành hầm Hải Vân gồm xe cứu hỏa, xe y tế, xe cứu thương, xen kẽ từng tốt để sẵn sàng ứng cứu nếu có sự cố xảy ra. Đại diện công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết, ngoài hầm Hải Vân, được sự thống nhất của cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương, từ ngày 6 tháng 10 năm 2021, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả sẽ mở lại các hầm cho hệ thống các hầm do đơn vị là nhà đầu tư, quản lý vận hành, khai thác trên quốc lộ 1 qua địa bàn miền gồm Đèo Cả, Cổ Má, Cù Mông để hỗ trợ người dân di chuyển qua hầm an toàn, thuận lợi. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương vừa ra văn bản hướng dẫn đi lại của người lao động trên địa bàn tỉnh nhằm khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, việc lưu thông giữa các huyện, thị, thành phố trong tỉnh của người lao động được quy định theo vùng từ vùng 1, thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Nguyên đến vùng 2, thành phố Thủ Dầu 1, thị xã Bến Cát, vùng 3, huyện Bắc Tân Nguyên, Bào Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng và ngược lại phải tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc F0 đã xuất viện hoàn thành theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, đi lại giữa vùng 2 và vùng 3, phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh. Người lao động tham gia lưu thông phải có thêm giấy xác nhận âm tính COVID-19 trong vòng 72 giờ. Giấy xác nhận có thể do doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh cấp cho người lao động theo mẫu của Sở Y tế tỉnh Bình Dương ban hành. Ngoài ra, người lao động đi làm phải có thêm giấy xác nhận phục vụ lưu thông. Cụ thể, người lao động làm việc tại doanh nghiệp phải có giấy xác nhận do giám đốc ký theo mẫu quy định của Sở Giao thông Vận tải. Người làm việc tại các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh phải có giấy xác nhận địa phương, nơi cư trú và chủ cơ sở, hộ sử dụng lao động cấp. Hiện nay, để kiểm soát người dân lưu thông theo đúng quy định, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bình Dương vẫn giữ các chốt kiểm soát dịch giữa các huyện, thị xã, thành phố và duy trì việc kiểm tra giấy tờ đi lại của người dân. Tin 7 Mới đây, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức tiếp nhận người dân Cần Thơ trở về từ vùng có dịch. Theo kế hoạch này, khi người dân về đến các chốt kiểm soát dịch của Cần Thơ sẽ được phân loại theo kết quả xét nghiệm. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định, nếu kết quả âm tính thì phân loại theo chứng nhận tiêm chủng. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp hay đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và thực hiện 5K. Những người chưa tiêm đủ liều vaccine, thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng thì thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện 5K. Những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Người dân Cần Thơ về từ vùng dịch sẽ được xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại chốt kiểm soát và trong thời gian cách ly. Người cách ly y tế tập trung được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng trên một ngày, thời gian theo thực tế cách ly. Người cách ly y tế tại nhà được hỗ trợ 15 kg gạo trên một người và được hỗ trợ khẩn cấp với mức 500.000 đồng trên một người. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có văn bản, bản sao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu phương án đón người dân Quảng Trị về quê đợt 3 chú đáo an toàn. Theo đó, đối tượng được tiếp nhận đón về quê trong đợt 3 là người Quảng Trị đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh lân cận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguyện vọng về quê. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật, người đau ốm và người già. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người dân Quảng Trị đang lưu trú tại đây và có nhu cầu cấp thiết trở về quê. Trước đó, tỉnh này đã tổ chức hai đợt đón khoảng 900 công dân gặp khó khăn do COVID-19 về gây an toàn bằng tàu hỏa. Những ngày qua, nhiều người dân Quảng Trị đã tự phát điều khiển xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê. Khi đến cửa ngõ phía Nam của tỉnh, người dân được đưa đến cách lý tập trung để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Trong những ngày gần đây, nhiều người dân đã chia sẻ ảnh thẻ thông tin COVID từ ứng dụng PC COVID lên mạng xã hội mà không che mờ mã QR hoặc in mã QR chứng nhận tiêm chủng lên giấy, thẻ nhựa để tiện trình thông tin cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với việc làm này, nhiều chuyên gia đã đưa ra nhiều cảnh báo rủi ro cho người dân theo chuyên gia an ninh mạng ngô minh hiếu chuyên gia kỹ thuật tại trung tâm giám sát và an toàn không gian mạng quốc gia cho biết việc làm này sẽ rất bị ảnh hưởng đến người sử dụng vì chỉ cần quét mã qr là sẽ hiện tất cả thông tin danh tính bao gồm họ tên ngày sinh số chứng minh thư nhân dân tình trạng tiêm chủng mà không cần bất kỳ thủ tục gì khi bị lộ mã qr một người nào đó có thể sử dụng hình ảnh mã qr lấy được để khai báo ở các địa điểm việc này ảnh hưởng đến công tác chống dịch và có thể làm hại đến bản thân người bị lấy thông tin. Ngoài ra, kẻ xấu sẽ thu thập danh sách thông tin rồi mang lên các diễn đàn của hacker để trao đổi, mua bán hoặc trực tiếp sử dụng thông tin đó và các mục đích như lừa đảo trên mạng xã hội hoặc bôi nhọ danh dự, lừa tiền. Kẻ xấu có thể dùng để lập hồ sơ giả và vay tiền ở các tổ chức tín dụng. Đặc biệt khi người dân bị lộ mã QR, kẻ xấu có thể sử dụng thông tin trên mã QR để tạo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân giả trên máy tính bằng Photoshop. Sau đó, dùng thông tin và hình ảnh tạo Facebook giả nhằm tấm tiền, bôi nhọ danh dự. Đối với số điện thoại bị lộ, có thể bị quấy dày, tống tiền, đe dọa hoặc bị lừa đảo với nhiều kịch bản mà kẻ xấu giản dựng một cách tinh vi như đóng vai công an, đóng vai người của Bộ Y tế hoặc dẫn người có mã QR đến một đường link có mã độc hại để lấy tiền trong tài khoản. Tinh vi hơn, kẻ xấu có thể sử dụng các thiết bị can thiệp sóng điện thoại để nhắn tin. Theo chuyên gia an ninh mạng, trong tương lai có thể sẽ có nhiều trường hợp lừa đảo dựa trên những app có liên quan đến cơ sở dữ liệu COVID-19 của Việt Nam. Ví dụ, kẻ xấu có thể lập trang web giả liên quan tới Bộ Y tế, liên quan tới tiêm chủng, đặc biệt là đánh vào tâm lý hiện tại. Ai cũng đang lo lắng khi thông tin về tiêm chủng chưa được cập nhật đầy đủ và còn nhầm lẫn. Lợi dụng việc ai cũng có nhu cầu chỉnh sửa thông tin về tiêm chủng, kẻ xấu sẽ tạo trang web giả để lừa nạn nhân. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.